Hôm nay công ty Phương Tùng nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ bơm chạy lực lái cho dòng xe BMW phiên bản BMW 128. Bộ bơm chạy lực lái được công ty Phương Tùng nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Đức với thương hiệu Melly. Melly là một thương hiệu của Đức lâu đời tại Đức. Melly chuyên sản xuất các phụ tùng ô tô với chất lượng tương đương chất lượng chính hãng. Đây, Melly bơm chạy lực lái. Đây là phiên bản bơm chạy lực lái có van điều áp lái. Đây là van điều áp lực lái gồm dắt điện. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng thay thế cho các dòng xe châu Âu cũng như các dòng xe Mỹ, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.